mới cách đây mấy bữa nữa. Mẹ của Phật tử mới tu có 3 năm, biết trước ngày chết quý vị. Mới tu 3 năm, phát tâm tu 3 năm. Cổ là 3 ngày nữa, má đi gì nghe con, hỏi đi đâu? Vậy Phật chứ đi đâu? Là má bệnh con đâu thấy nhiều lắm đâu, má nói vậy Phật. Nói là 3 ngày nữa tao đi à, chuẩn bị đồ đạc đi nha. Đầu ngồi dặn à, nhà này nè, cho thằng Hai nè, cây vàng cho thằng Út nè. Vì để dặn dặn dài dài nó nhắm mắt phủi tay ra đi nhẹ nhàng thanh thản không có gì. Vậy đúng 3 ngày á, cổ nói 12 giờ chưa có đi, đúng 12 giờ chưa, mặc đồ nằm giường đi rét ngay một, nhẹ nhàng như làn gió, mới thấy niệm Phật ra đi nhẹ nhàng thanh thản như làn gió. Là cái mẹ của Phật tử này á, thì chưa có bằng cái chú này ở Phú Quốc đâu. 14 tháng 10 vừa rồi á, chú tu hồi năm khoảng 40 tuổi, ăn chay trường, phát tâm không đội nón và không đi dép, không xài tiền, có nhiêu tiền cho hết. Phát tâm không giận, không hờn, không quán trách dâu rể gì chọt, coi cũng như không. Ta bà là giả tạm phù du, bây giờ ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Nên nội Phật có gì, sáng sáng chiều chiều niệm Phật, cầm sâu chuỗi là thờ Phật niệm Phật, không có biết tụng kinh gì chứ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Vợ nhằn nhằn quay qua cười, con nhằn nhằn quay qua cười, cái người ta chê cái cười, cái Nam mô Di Đà Phật, trở về tâm Phật rồi, tự tánh Di Đà sống với tâm Phật rồi, không có buồn giận chúng sanh. Ông Phật nào giận, ông Phật nào hận, chúng sanh mới hờn, chúng sanh mới giận, phải không? Do đó vì con tu có gì, tu 40 năm, ba mấy năm tới 40 năm, nay 70 gì đó. Vậy ông nói mấy tháng sau ông đi ngày đúng ngày đó luôn á, đi 12 giờ trưa. Mà ông không bệnh không quản chứ á, cái con cái là chắc cái này ông lẫn nữa à. Chứ ông đâu có bệnh quản đâu đi. Ngày mai là ngày 14, 13 nay ông còn tỉnh bơ à. Sáng ra ông còn ăn sáng nữa chứ. Còn người đi bình thường là quên này, mấy đứa con là quên này. Ông nói ngày 14 ông đi cũng quên này. Phải không? Ai nhà đâu 11 giờ trưa đó, ông lên mặc cái áo tràng vô, lên bàn thờ Phật. Thay nước, thay bông đâu đó đàng hoàng, trái cây chân lên ngon lạnh cho ông đầu lại Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật. Bèn lại đứng lên. Nam mô A Di Đà Phật. Bèn lại. Vì đúng đồng hồ gõ beng 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 12 tiếng. Nam mô A Di Đà Phật. Bèn lại xuống gục đi luôn ngay chân lại luôn. Ngộ đâu ngộ, ta đúng 12 giờ ta hứa rồi mà. Hứa mấy tháng trước rồi. Đúng 12 giờ ngày đó đó. Con cháu thấy lên 12 giờ không lên công phu, ông lại từng lại đứng lên lại xuống chứ không phải ngồi mà lại cái kiểu như là gà mổ lúa như mình đâu. Đứng lên lại xuống đàng hoàng từng lại Nam mô A Di Đà Phật, phải đúng 12 giờ gõ ông lại xuống đầu vừa chấm đất đi luôn cái một. Trên hình Đức Phật A Đà phóng nguyên đạo hoàng quang chụp xuống, con cái hình thầy còn giữ cái hình không? Tu niệm Phật không, ăn chay niệm Phật thôi. Nói gì? Giảng sanh nhẹ nhàng thanh thản luôn, biết trước ngày mà ra đi đâu có sợ sệt gì đâu. Nhẹ nhàng như làn gió, giống như là ông Bàn Long Quẩn tu thiền vậy đó. Ngồi chéo chân kiết già đi luôn. Mày thấy không? Sanh tử tự tại. Thì những người niệm Phật ta cũng sanh tử tự tại. Nên niệm Phật cái sau cùng để đâu? Đến Tây Phương. Là tại sao ta đến Tây Phương? Là tại vì ta buông bỏ các pháp thế gian. Tao còn nặng lòng với các pháp thế gian nữa. Ai mắng ai chửi gì thì mắng chửi, chuyện đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn mới là chuyện giảng sanh, mới là chuyện lớn. Còn chuyện ta mắng ta chửi á, thì ở đời mà ai mà ở được cái lòng người hết. Mình đẹp hơn người ta, người ta ghét. Mình thông minh hơn người ta ghét. Mình giàu hơn người ta ghét. Mình giỏi hơn người ta ghét. Nên ở trên đời này ta ghét mình không là mình biết mình sao rồi đó. Nói mình hơi tự tin chút, đúng không? Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.